Cảm ơn. Coi bộ anh cũng quan tâm tới chiếc nhẫn này quá. Quan tâm cũng đâu có ích lợi gì, đâu có ai đeo. Anh có đi tìm chị không? Cổ không chịu gặp tôi. Thật ra cũng do tôi tự chuốc lấy. Bây giờ thời đại gì rồi, đâu có đàn ông nào nhắc đến chuyện sanh con. Có phải tôi cù lần lắm không? Đâu phải, có cách nghĩ của riêng mình cũng đúng lắm. Nếu tôi là chị Nga, tôi sẽ gạt anh để đám cưới trước. Cô không bao giờ làm vậy đâu. Con người của cô thẳng thắn lắm, thẳng thắn đến nỗi khiến người ta ghét. Dạ rất khờ nữa kìa. Nếu yêu một người, dù có dùng cách gì đi nữa, tôi cũng phải đến với người đó. Vậy cô dạy tôi đi, làm sao để trở lại với cổ đi. Xin lỗi, đâu có quan hệ gì đến cô, sao phải làm phiền cô. Xin lỗi nha. Vì anh không coi tôi là bạn rồi. Tôi coi cô là bạn chứ. Uống nước với tôi đi. Chuyện này tôi làm được. Bây giờ ông trời cũng nói là chúng ta có duyên phận. Trời ơi. Bây giờ em buông tay là tự anh đánh mất cơ hội rồi. Đừng mà. Trần Chí Sanh này phải đeo đuổi Chu Tú Nga đến khi thành người bạn gái hợp pháp. Anh vừa mưa nãy giờ cũng thấy lạnh à? Không lạnh, không thấy lạnh chút nào đó. Anh muốn em làm bạn gái của anh rất đáng tin cậy. Anh chung thủy lắm, 50 năm cũng không thay đổi. Em tin anh đi. Tặng cho em nè. Em có điện thoại rồi, sao còn tặng cho em? Đây không phải là điện thoại tầm thường đâu, mà là điện thoại tim nối tim, không cần nhấn nút đâu. Khi anh nhớ em á, anh chỉ cần nói Nga ơi. À, nó đeo kìa. Anh có nhập thêm một câu nữa. Em yêu. Đeo rồi. Em chơi với. Có người rồi. Ai đó? Chị Nga, là em, Tam Nguyên đây. Sao em biết chị ở đây? Chị tính ngày mai sẽ có Hồng Kông thật hả? Nếu không phải dượng ba của chị nói cho em biết á, thì chị đã âm thầm ra đi rồi. Chị Nga à, chị đừng có nhẫn tâm quá mà. Chị với chú Sanh chưa nói chuyện với nhau lần nào hết mà chị bỏ đi như vậy. Hai người có tình cảm bao lâu nay rồi, chị đành bỏ chú hay sao? Cho chú một cơ hội Tâm nữa Nguyên đi à. Em có hiểu không? Vấn đề không phải ở chị mà là ảnh. Em hiểu. Em lập tức gọi điện cho chú, kêu chú đến nói chuyện với chị liền. Năm. Mười. Năm. Mười. Sao gọi nãy giờ mà không có ai nghe? À, chị Nga, chắc là chú đang bận công chuyện nên cố ý tắt máy thôi. Đừng gọi nữa, chị đi nha. Đừng có đi mà, em đã nhờ các anh em tìm chú rồi. Hả? Nè, đừng có dọn đồ. Bây giờ đã sân bay rồi. Cho chú một cơ hội nữa đi. Nga. À, là cô. Xin lỗi nha, tôi mớ. Không sao đâu. Ê trời, tôi ngủ lâu vậy sao? Ừ. Có phải của cô không? Phải đó. Nè, cảm ơn. Tôi rót ly trà cho anh nha. Được, cảm ơn. Alo. Alo, chú Sanh à, chú ở đâu vậy? Tâm Nguyên, bị sao? Sao suốt đêm chú không nghe điện thoại vậy? Hôm nay chị Nga phải lên máy bay đi rồi. Bây giờ chỉ ra sân bay, chú đến mau đi. Cô phải lên máy bay à? Dạ phải. Con hãy giữ cô lại, chú đến liền. Vậy đi. Tôi có chuyện phải ra ngoài, tôi đi ngay.
Sanh. Suốt đêm anh uống rượu nhiều quá, lái xe nguy hiểm lắm. Để tôi đưa anh đi nha. Cảm ơn. Đợi thêm một lát đi chị Nga, chú Sanh đang lái xe đến đó. Kiều à, cô làm ơn lái nhanh một chút đi. Tôi lái nhanh lắm rồi, anh đừng có sốt ruột mà. Cô chạy chậm như vậy Nga sẽ lên máy bay mất. Cô chạy nhanh một chút đi. Tôi không thể nào mất Nga được đâu, cô có hiểu không? Mau lên giùm đi. Lâu quá. Chị đi nha, Tâm Nguyên. Đừng mà chị Nga, đợi thêm một lát để đi, mau lắm mà. Trời, anh lái xe kiểu gì vậy? Muốn dở trò phải không? Đâm thẳng vào xe của tôi à? Xin lỗi nha anh Sơn. Xin lỗi anh nha. Mấy chuyện giao thông lúc nào cũng có, chỉ bị trễ chút thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Nè, tôi đưa anh 1.000 nha. 1.000 đồng à? Anh đừng có nằm mơ. Không đưa 10.000 thì đừng có hòng đi. Cái gì kỳ vậy, đụng có chút mà đòi 10.000. Nè, tôi là cảnh sát. Gì đi, cảnh sát lớn lắm sao? Không phải cảnh sát là lớn. Nè, một á, anh nhận 1.000 đồng. Hai là anh đem xe đi sửa, lấy qua đơn đưa tôi sẽ trả tiền lại. Tôi có chuyện gấp, anh đừng giỡn trò nghe. Tôi giỡn trò? Anh coi anh đụng xe tôi bị bóp hết trơn rồi nè. Bóp có chút xíu mà làm gì hét dữ vậy? Bị bóp chút xíu là đúng rồi. Alo, ai tìm anh Sanh vậy? Cô là... Tôi là Thẩm Kiều đi. Thẩm Kiều. Anh Sanh vừa bị đụng xe, bây giờ đang thương lượng để đền tiền. Để chút nha, Tam Nguyên đó. Alo. Chú Sanh à, chú sao rồi? Không có gì chứ? Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Bằng mọi giá con hãy giữ chị Nga lại giùm chú nha. Chú đang đến đó, nhớ nghe chưa? Được rồi, ok, được thôi, bye bye. Anh Sanh sao rồi? Chú không sao, nhưng mà xe bị trầy. Chú nói chị nhất định phải đợi chú. Chị không đợi đâu. Đừng mà, chuyện này chỉ là sự cố thôi. Chị cho chú một cơ hội đi. Em cũng thấy mọi chuyện giống như định sẵn à. Hai người chỉ muốn gặp mặt thôi mà cũng không gặp được. Có lẽ chị và ảnh có duyên không phận.